Đỗ Văn Vũ, Minh Khoa, Edison. Và va chạm nguy hiểm giữa Edison và Thanh Thắng. Thêm một lần trận đấu phải tạm dừng. Vòng đấu thứ tư của Ngày Hốt V-League sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Bình Dương thay liền hai cầu thủ. Edison rời sân. Số 19 vào sân là Lưu Tự Nhân, 21 tuổi. Trần Dư Khánh vào sân thay cho Hồ Sĩ Giáp, bây giờ đã lại rời sân. Vào sân thay anh là số 16, Nguyễn Trần Việt Cường, 22 tuổi. Bình Dương tiếp tục đưa vào đội hình những cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo. Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có thể thay người. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẵn sàng vào sân thay cho Thanh Thắng. Sẽ là một cơ hội dành cho Bùi Tiến Dũng. Rất có thể là như vậy. Chúng ta xem lại pha va chạm giữa Edison và Thanh Thắng. Lúc này chiều cao của Bùi Tiến Dũng là 1m78. Bùi Tiến Dũng và Thanh Thắng đều đã từng thi đấu cho Thanh Hóa. Thanh Thắng đã phải rời sân. Bùi Tiến Dũng có cơ hội vào sân. Phút thứ 88 của trận đấu. Ở mùa giải này, Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký 3 thủ môn là Thanh Thắng, Bùi Tiến Dũng và Phạm Văn Cường. Văn Cường là thủ môn từng vô địch V-League cùng với Quảng Nam. Lucas. Trận đấu lại phải tạm dừng. Và va chạm đã khiến cho cả hai bị đau. Cầu thủ trẻ của Bình Dương là Minh Khoa ngày hôm nay thi đấu rất tốt trong vai trò một tiền vệ trung tâm. Cầu thủ mặc áo số 29 của hai bên đã có một pha va đập. Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Trọng Long. Một trận đấu vất vả với cả hai bên. Pha văng ra kịp thời của Sơn Hải.
phút thứ 90 của trận đấu. Đội trưởng Đình Khương bị đau và thêm một thẻ vàng được rút ra. Đình Khương vất vả theo kèm Tiến Linh. Bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho thủ môn Sơn Hải. Chúng ta xem lại pha băng ra của Sơn Hải. Hiệp 2 của trận đấu có 5 phút bù giờ. Vòng đấu sau, Bình Dương thi đấu trên sân nhà và gặp Hải Phòng. Trận đấu hẹn nhiều sự thú vị bởi Hải Phòng đang dẫn đầu V-League. Thành phố Hồ Chí Minh vòng sau thi đấu trên sân của Hà Nội. Hy vọng đến vòng 4 Hà Nội có thể thi đấu được. Năm phút bù giờ cho những nỗ lực của Thứ Duy Minh để có thể giành chọn 3 điểm. Theo dự kiến ở vòng đấu thứ tư, Naiwok V-League, Hoàng Anh Gia Lai gặp Viettel ở sân Pleiku, Thanh Hóa gặp Đà Nẵng tại sân Thanh Hóa, Sài Gòn gặp Sông Lam Nghệ An ở Thứ Duy Minh, BKM Bình Dương gặp Hải Phòng tại sân Gò Đậu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Bình Định ở sân Hà Tĩnh và Hà Nội gặp Thứ Duy Minh ở sân Hàng Đẫy. Lâm Tý Phong pha chặn bóng của Ghi Oliver. Với cách chơi của Bình Dương như này, nếu gặp Hải Phòng ở sân Gò Đậu có thể sẽ là một trận đấu rất hay, sẽ không hề đơn giản cho đội bóng đang dẫn đầu V-League là Hải Phòng. Ghi Oliver. Đình Khương. Hoàng Vũ Sam Sơn. Pha va chạm giữa hai cầu thủ gốc Phi. Ghi Oliver ra dấu thay người ngay lập tức. Pha bóng như đấu võ của Ghi Oliver và Hoàng Vũ Sam Sơn. Hoàng Vũ Sam Sơn là người chủ động. Một cú đạp rất nguy hiểm. Trận đấu đã có tất cả 41 lỗi. Quá nhiều. Sam Sơn là người đã từng gây ra những pha va chạm quyết liệt và nếu như dùng từ kinh hoàng cũng không quá lời ở đấu trường V-League. Những giây cuối cùng của trận đấu,
những mùa giải gần đây, trung vệ Thanh Long của Bình Dương đã có nhiều tiến bộ. Văn Khoa, Dương Văn Khoa. Ở Thanh Quảng Ninh trước đây, Văn Khoa thuộc lứa sau của Vũ Minh Tuấn và Hải Huy. Văn Khoa. Bình Dương bắt người rất chặt. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app OnSport TV.